đừng giết tôi, cho tôi được bình yên. Tiếng kêu gào thảm thiết của những sinh vật sắp bị hành hình. Ôi thảm thương quá, những sinh vật có tội tình chi. Chúng sinh bị tàn sát, nỗi đau xé lòng. Người ơi sao đành tâm nỡ gây tạo nghiệp ác. Phong ba bào tố, chiến tranh đêm khổ sâu, trần gian bao lầm than, bởi vô mình lạc hương. Máu rơi, nước mắt tuôn trào dân, làm cho sân hận thêm làm lệ rơi, làm tan nát lòng. Làm cho sân hận thêm làm lệ rơi, làm tan nát lòng. Mọi chúng sanh đều có Phật tánh, đều là quyến thuộc của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy Đức Phật dạy mười công đức phóng sanh cứu trả sinh mạng để nuôi dưỡng lòng từ bi, là hợp lòng trời, là thuận tánh Phật loài, và cảm ơn chư Phật quan hỷ vô cùng. Là trả nợ sát sanh từ vô số kiếp tạo thành, máu và nước mắt của chúng sanh đã từ lâu rồi tuôn chảy, sao chẳng ngừng để đau khổ triền miên. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, sát sanh có ác báo của sát sanh, còn phóng sanh có thiện báo của phóng sanh. Xin đừng sát hại mà cứu giúp muôn loài, bệnh tật được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Chúng sanh thương yêu nhất là sinh mạng, còn chư Phật thương chúng sanh ôi quý vô cùng. Nếu ta cứu mạng chúng sanh thì thành tô tâm nguyện chư Phật rồi. Nhưng đó ta có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác và thành Phật ở tương lai. Nên ngăn ngừa quả báo ác nhân giết hại sinh mạng thì ta phải đền mạng. Ăn miếng trả miếng không hề sai lệch, nhưng quả báo ân thì phải chịu đeo mang. Thank you.
nàng có bay về nơi tổ ấm, tiếng hót reo vàng đón chào ánh nắng bình minh. Chúng bên nhau thật hạnh phúc, bức tranh tuyệt vời. Kìa nhìn xem cá lội tung tăng đang kéo nhau từng đàn bơi trên sông dài, ôi đẹp làm sao. Nhìn nhìn xem đồng quê xanh lúa, có chú trâu đen kêu cài giúp cho nhà nông luôn ấm no được hạt lúa chín thơm mọi miền.